tâm đầu tư tiền tỷ xây dựng phòng mô sản xuất hoa giống. Người dân bức xúc vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm. Người dân trúng đậm tôm biển. Camera ghi hình kẻ gian trộm tiền trong thùng từ thiện ủng hộ bệnh nhân nghèo. Câu chuyện độc đáo, thu nhập cao nhờ nuôi chồn hương. Kính chào quý khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Bảy ngày 7 tháng 10 năm 2023. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Tôn Vũ của chương trình Góc nhìn trưa nay. Chỉ cách Sài Gòn 2 giờ di chuyển, sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới. Đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, hơn 30 năm gắn bó với nghề sản xuất hoa giống, với mong muốn tạo ra những cây hoa giống chất lượng cung cấp cho bà con nông dân. Ông Lê Thanh Tuấn ở ấp Khánh Hòa, Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã mạnh dạn đầu tư kinh phí hơn 1 tỷ đồng để xây dựng phòng mô. Hiện tại, cơ sở cây giống của ông Tuấn cung cấp mỗi năm hơn 1 triệu cây giống với hàng chục giống khác nhau. Ông Tuấn cho biết, với kinh nghiệm sẵn có, cùng với sự chịu khó, ông và người con trai đã không ngừng tìm tòi các giống hoa mới đưa vào phòng mô nghiên cứu. Đến nay đã có hơn 50 giống hoa đã được cơ sở nhân giống thành công. Ngoài hoa Tết, cơ sở của ông Tuấn còn sản xuất hoa giống bán quanh năm với số lượng khoảng 100.000 cây mỗi tháng. Ưu điểm của việc sản xuất cây giống theo phương pháp cấy mô là sản xuất với số lượng lớn, chất lượng đồng đều, ít bị đột biến, cây ít nhiễm bệnh, khả năng chống chọi với sâu bệnh tốt. Do vậy, việc ra đời những phòng cấy mô tư nhân như ông Tuấn đã giúp bà con nông dân làng hoa Sa Đéc chủ động về nguồn cây giống, góp phần tạo ra những sản phẩm hoa kiện chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Theo phản ánh của người dân thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, hơn một tháng qua, người dân nơi đây sống trong bầu không khí ô nhiễm nghiêm trọng, nặng mùi phân heo hôi thối bốc ra từ trang trại nuôi heo của công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Arivina đóng tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, khiến người dân mệt mỏi, đau đầu. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh cho biết, công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Arivina được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho thuê đất tại xã Tân Phúc để thực hiện dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất từ tháng 7 năm 2022 với diện tích 371.788,2 m². Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh này phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tháng 1 năm 2022. Đối với dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao, công suất 60.000 heo thịt một năm. Sau khi có phản ánh của người dân, Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh vừa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và hoạt động chăn nuôi của công ty. Qua kiểm tra cho thấy, công ty đang hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải, khí thải và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án. Tại thời điểm kiểm tra, công ty đã đưa vào nuôi thử nghiệm 700 con heo thịt, đến nay đã được khoảng 2 tháng, theo báo cáo của công ty. Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo công ty khẩn trương hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường, hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường, thực hiện nghiêm các giải pháp về xử lý chất thải trong thời gian nuôi thử nghiệm để hạn chế việc phát tán mùi hôi thối ra khu dân cư. Đại diện trang trại nuôi heo của công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Arivina thừa nhận do sự cố của hệ thống gầm bioga tại trang trại nuôi heo ở xã Tân Phúc, nên thời gian qua trang trại có gây mùi hôi thối tại thị trấn Lang Chánh và xã Tân Phúc. Doanh nghiệp đã và đang xử lý sự cố này để sớm giải quyết tình trạng gây ô nhiễm môi trường đối với địa phương. Thưa quý vị, những ngày này, trong mùa cao điểm đánh bắt tôm biển, trên cảng cá Vĩnh Lương, Nha Trang luôn diễn ra cảnh nhộn nhịp khi các tàu đánh bắt của ngư dân Khánh Hòa liên tục trở về cập cảng với đầy ắp sản lượng tôm biển. Đây là loại tôm sinh sống trong môi trường thiên nhiên nên tôm biển rất được thị trường ưa chuộng, được các bạn hàng thu mua ngay tại cảng. Nhiều tiểu thương còn thuê người bóc vỏ tôm ngay tại chỗ để bán được cao giá hơn. Với giá thu mua mỗi ký tôm biển còn vỏ, người dân bán được trên dưới 50.000 đồng một ký. Tôm sau khi được bóc vỏ bán đến trên 100.000 đồng một ký, nên cũng đã mang lại niềm vui cho ngư dân. Được biết, tôm biển ngoài làm tôm khô còn được các nhà hàng dùng làm gỏi, nấu canh lẩu, cùng chế biến nhiều món ăn khác. Năm nay do thời tiết ổn định đã tạo nhiều thuận lợi cho các tàu trong mùa đánh bắt tôm biển hiện nay.
Thưa quý vị, từ ngày 5 tháng 10 đến sáng 6 tháng 10, Tổ thao tác lưu động đội cao thế Ninh Thuận, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã tiến hành cắt điện để xử lý tình trạng rỉ dầu máy biến áp 110 trên 22 kV tại xã Phương Hải, huyện Ninh Hải. Đây là công tác thường xuyên để đảm bảo việc cung cấp điện thông suốt. Ghi nhận tại hiện trường, Tổ thao tác lưu động chia thành 2 nhóm với 3 nhân viên chính và 8 nhân viên hỗ trợ, tiến hành các công việc xử lý tình trạng rỉ dầu máy biến áp 110 kV. Đây là công việc thường xuyên để đảm bảo cho công tác vận hành, cung cấp điện cho 3 khu vực quan trọng là huyện Ninh Hải, Thuận Bắc và một phần của thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Hai nhóm của tổ thao tác lưu động xử lý rỉ dầu máy biến áp sẽ cắt điện từ 14 giờ ngày 5 tháng 10 đến 6 giờ sáng 6 tháng 10. Công việc làm xuyên đêm để kịp tiến độ đề ra. Hiện nay thì bên BC Ninh Thuận có một cái đội cao thế Ninh Thuận. Đội cao thế này phải thường xuyên đi kiểm hàng tuần, đi thường xuyên đi kiểm tra ngày, kiểm tra đêm các cái trạm biến áp. Khi mà thấy những cái khiếm khuyết gì là phải xử lý ngay. Hiện nay là sau khi đi kiểm tra thì có cái máy biến áp T2 của trạm Ninh Hải. Máy biến áp này là 25 MVA. Thì đang cấp cho huyện Ninh Hải có hiện tượng là rỉ dầu. Nếu mà tình trạng này kéo dài thì có thể là sẽ giảm cách điện và hư hỏng gây sự cố. Đến sáng 6 tháng 10, công việc xử lý tình trạng rỉ dầu máy biến áp 110 kV hoàn tất, đảm bảo cung cấp điện kịp thời, an toàn và hiệu quả. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Trịnh Tuấn Anh, 27 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, nguyên quản lý kho chuối của công ty trách nhiệm hữu hạn chuối Gia Huy Phát để điều tra về tội tham ô tài sản. Theo hồ sơ vụ án, công ty trách nhiệm hữu hạn chuối Gia Huy phát hiện Trịnh Tuấn Anh không rõ ràng, minh bạch về tài chính trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh kho chuối của công ty tại ấp Phú Xuân, thị trấn Mai Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, Tuấn Anh không giải trình hợp lý và tự ý nghỉ việc. Từ đơn tố cáo của công ty, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang vào cuộc và bước đầu xác định từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022, Trịnh Tuấn Anh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao đã chiếm đoạt của công ty tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng, gồm tiền bán chuối và tiền cước gửi hàng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Khám xét nơi ở của Tuấn Anh tại ấp Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm, cơ quan điều tra thu giữ nhiều sổ sách tài liệu liên quan. Theo thông tin ban đầu, học sinh và giáo viên trường trung học cơ sở Cát Lái, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức nghe tiếng động mạnh ở sân trường. Đến kiểm tra, phát hiện một nam học sinh bất tỉnh nên lập tức đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Lê Văn Thịnh. Nam học sinh được xác định là em N, 14 tuổi, ngụ phường Cát Lái, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Cát Lái. Trước đó, em N học ở một lớp tại lầu 3 của trường, thời điểm xảy ra là trong giờ chuyển tiết. Theo chuẩn đoán ban đầu, em N bị sốt đa chấn thương bụng, ngực, gãy tay, dập mu bàn chân. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới Quảng Bình cho biết vừa trình báo cơ quan chức năng việc kẻ gian đột nhập bệnh viện trộm tiền trong thùng quyên góp ủng hộ bệnh nhân nghèo. Theo đó, vụ việc được camera an ninh của bệnh viện ghi lại, thùng đựng tiền quyên góp hỗ trợ bệnh nhân nghèo đặt tại căng tin khoa dinh dưỡng bị một người trùm kín đầu đột nhập và ôm đi. Sau đó, người này bưng thùng đựng tiền đến một khu vực khác rồi phá thùng lấy đi số tiền trong thùng. Đây là số tiền được quyên góp để giúp cho những bệnh nhân có hoàn cảnh quá khó khăn đến điều trị tại bệnh viện. Hiện chưa biết chính xác được tổng số tiền trong thùng. Được biết, nhiều năm qua, nguồn tiền quyên góp này đã được Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo của bệnh viện giúp đỡ được rất nhiều bệnh nhân. Thưa quý vị, từ những hộ nuôi nhỏ lẻ thì đến nay, xã Định Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã tập hợp được 11 thành viên nuôi chồm hương để thành lập tổ hợp tác. Trong số đó có thành viên thu nhập đạt trên 400 triệu đồng một năm từ mô hình nuôi chồm hương này. Hiện mô hình cũng đang ngày càng được nhân rộng trong và ngoài địa phương. Là người tiên phong mang chồn hương về với xã Định Hòa, chính là ông Phạm Thiết Mãnh có gần 10 năm gắn bó với những chú chồn hương này. Từ năm 2014, chỉ với một cặp chồn hương giống, thì đến nay ông Mãnh đã có trên 150 con. Trong những năm gần đây, thu nhập từ bán chồn hương giống và chồn thương phẩm của ông Mãnh đạt 400 triệu đồng một năm. Lúc ban đầu thì mình không biết nuôi đó, đẻ khi mình để cái chuồng thưa đó là hao con.
là đẻ con bên kia nó ăn hết trơn. Rồi rút kinh nghiệm từ từ lại. Tôi quanh năm là cho nó ăn cá rô phi. Cá rô phi thì giá cũng rẻ. Chứ chưa ai cho ăn gì thêm chất bổ dưỡng gì nhiều. Chú thì thỉnh thoảng cho ăn chứ không có cho ăn thường nữa. Mình bán cho người ta thì mình cung cấp bản kê lâm sản là trước tiên. Rồi mình phải bảo hành ra trong vòng 20 ngày một tháng là con giống sạch bệnh. Nhận thấy mô hình nuôi chồn hương của ông Mãnh đạt hiệu quả kinh tế cao, cách đây 2 năm, ông Lê Hữu Nghĩa ngụ cùng địa phương cũng đã đầu tư chuồng trại bắt đầu nuôi chồn hương với 16 con. Trong đợt sinh sản rồi, ông Nghĩa thu được 28 con chồn giống. Hiện chồn hương giống 3 tháng tuổi có giá 10 triệu đồng một cặp, chồn thương phẩm có giá từ 1,4 đến 1,6 triệu đồng một kg. Hiệu quả kinh tế nó cao nhưng mà nó nuôi nó cũng dễ hả? Mình cho ăn sáng mình dội chuồng đồ xong xuôi là rồi đó. Rồi khoảng chừng 6 giờ, 5 rưỡi 6 giờ gì đó thì theo mình cho ăn. Cho ăn cử đó rồi đó. Như do hợp tác là tổ hợp tác này rồi đó, thì mình kỹ thuật thì mình có tổ trưởng với anh em rồi đó hướng dẫn cho mình nuôi. Còn cái đầu ga hoặc con giống này kia đó thì cũng mình hợp tác với nhau. Ai có thì mình bán rồi người này người kia đó mình góp sức lại mình làm có đủ nhu cầu cho người ta. Chứ bây giờ nói chung là con giống hoặc là thịt gì cũng không đủ đâu. Họ nông dân sẽ cố gắng là tiếp tục là nhân rộng cái mô hình này ra, đặc biệt trong xã là nếu mà thiếu về vấn đề về cái con cái vốn hay là cái cơ sở chuồng trại thì từ đó chúng tôi sẽ tổng hợp lại là có ý kiến sẽ đề xuất về họ nông dân huyện để mà xin nhu cầu hỗ trợ từ nguồn vốn hỗ trợ nông dân để cho bà con chúng ta sẽ nhân rộng thêm, từ đó phát triển cho tạo cái nguồn thu nhập vững mạnh cho bà con. Chồn hương dễ nuôi, nhẹ công chăm sóc, lợi nhuận kinh tế cao. Đây được xem là mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững cho người dân. Tuy nhiên, trước khi nuôi, chúng ta cũng nên tìm hiểu kỹ về thị trường tiêu thụ để không phát triển ồ ạt với số lượng lớn, khiến cung vượt cầu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11 giờ 30 phút mỗi ngày trên các hạ tầng của báo Tuổi Trẻ. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoa@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Cham Group. Còn bây giờ Tôn Vũ xin kính chào và hẹn gặp lại.